Đây nè các bạn, thì bây giờ mình sẽ thử ban đêm cho các bạn xem nha. Nút on là mở nè, nút off nè. Thì bây giờ mình sẽ bấm nút on nè. Đây mọi người sẽ thấy cái đèn sáng nè. Đó, thì bây giờ giảm nè, giảm độ sáng nè. Mọi người thấy không? Đó. Đây, bấm giảm độ sáng nha. Giảm hết cỡ là nó sẽ chớp, tăng độ sáng lên nè. Như ví dụ khi mình tăng hết cỡ thì nó sẽ chớp nha. Khi mình treo trên cao thì mình dễ chỉnh. Còn cái 8 giờ, 5 giờ, 3 giờ này là thời gian hẹn thời gian tắt nha các bạn. Còn cái nút auto này á thì khi mà nhấn auto này nè thì ban đêm đèn sẽ sáng, ban ngày đèn tắt nha các bạn. Là tự động. Ví dụ như mình để mình treo ở chỗ nào đó mình muốn nó tự mở, tự đóng tự mở á thì mình cứ nhấn cái nút auto và mình đi về thôi thì nó sẽ thắp sáng ban đêm, tới ban ngày thì có năng lượng nó sẽ tự xạ và ban đêm nó lại sáng lại nha các bạn. Mình sẽ tắt rồi. Xin chào cả nhà, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mẫu sản phẩm mình đang bán. Thì đây là cái đèn led nha các bạn. Đèn led này là sẽ điều khiển từ xa và đèn led này sẽ là dùng pin nha, dùng pin và có năng lượng mặt trời luôn. Đây, đây là thông số của cái đèn led nha các bạn. Đây, mình sẽ mở cái đèn led ra để cho mọi người xem nha. Đây. Đây là cái phụ kiện đi theo của cái đèn led nha các bạn. Đây, mọi người sẽ coi cái bóng đèn này rất là xịn nha. Đây là cái nút cái cổng sạc của nó. Đây là cổng sạc nha. Đây, nó sẽ có hai đường sạc nha bạn. Một là đường sạc bằng USB, hai là cái chỗ này là sẽ gắn cái cổng sạc vô nha. Còn đây là nút bấm đèn. Bấm mở tắt đèn nha các bạn. Đây, mình sẽ gắn nút lại. Đèn này mình đang bán đang là loại tốt nhất nha các bạn. Tốt nhất trong cái dòng đèn mà điều khiển này nha. Mọi người nhìn nó rất là xịn nha. Đây, mình sẽ tắt. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây là cái tấm pin năng lượng nè. Thì mọi người á, có thể lấy ra phơi nắng để mà cho nó tự sạc nha. Đây là đèn báo pin. Đèn báo pin. Trên đây thì sẽ có một cái quai để mà máng nha. Mọi người xin nhìn cận cảnh, nó rất là cứng chắc. Đây, mình bấm lên cái. Đây chế độ đèn nè, bây giờ mình nhấn một cái nó sẽ sáng sáng trắng sáng nhất các bạn. Nhấn cái nữa thì nó sẽ sáng mờ nha. Nhấn cái nữa thì cái độ mờ của nó là sẽ sáng mờ thêm ít nữa nha các bạn. Đây mình nhấn cái nữa sẽ chớp liên tục. Đó, mình nhấn cái nữa thì sẽ chớp chậm lại. Nhấn cái nữa tắt nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cái remote của nó nha. Mọi người nhìn cái remote của nó đây. Có chế độ hẹn giờ để tắt mở luôn mà, chỉnh độ sáng nè. Bây giờ mình sẽ gắn pin vào. Đây, thì mình đã gắn pin vào rồi nha các bạn. Đây. Bây giờ mình sẽ điều khiển nha. Lúc này là on nè. Lúc này là off nè. Đây nè các bạn, thì bây giờ mình sẽ thử ban đêm cho các bạn xem nha. Nút on là mở nè. Nút off nè. Thì bây giờ mình sẽ bấm nút on nè. Đây mọi người sẽ thấy cái đèn sáng nè. Đó, thì bây giờ giảm nè, giảm độ sáng nè. Mọi người thấy không? Đó. Đây, bấm giảm độ sáng nha. Giảm hết cỡ là nó sẽ chớp, tăng độ sáng lên nè. Như ví dụ khi mình tăng hết cỡ thì nó sẽ chớp nha. Khi mình treo trên cao thì mình dễ chỉnh. Còn cái 8 giờ, 5 giờ, 3 giờ này là thời gian hẹn thời gian tắt nha các bạn. Còn cái nút auto này á thì khi mà nhấn auto này nè thì ban đêm đèn sẽ sáng, ban ngày đèn tắt nha các bạn. Là tự động.
Ví dụ như mình để mình treo ở chỗ nào đó mình muốn nó tự mở, tự đóng tự mở á, thì mình cứ nhấn cái nút auto và mình đi về thôi, thì nó sẽ thắp sáng ban đêm. Tới ban ngày thì có năng lượng nó sẽ tự xạ và ban đêm nó lại sáng lại nha các bạn. Mình sẽ tắt. Bây giờ mình sẽ thử độ sáng ban đêm cho nó cho các bạn xem nha. Ồ, sáng dữ dằn lắm. Cực sáng luôn nha các bạn. Thì mình có thể giảm độ sáng. Thì giờ mình sẽ so sánh cái đèn 100W đang bán trên thị trường nha các bạn. Cái đèn này là đang bán trên thị trường nha các bạn. Thì mọi người sẽ thấy cái mã của nó là IT02T nha các bạn. Thì cái đèn này là đang là đèn loại 2. Đây mọi người sẽ thấy nè, cái đèn này là đang 100W nha các bạn. 100W. Thì cái đèn này của mình là đang 50W nè. Bạn thấy 50W mà nó bự hơn 100W rất nhiều không? So sánh hai loại rất khác nhau nha. Cái này đèn này thì đang bán trên thị trường giá nó tầm khoảng là 190 tới 100. Đây mọi người nhìn sự khác biệt của hai cái đèn nha. Phía trên này. Hai cái đèn gắt khác nhau nha. Thì mình sẽ đo kích thước cho các bạn xem. Thì độ rộng của cái đèn bên đây là nó sẽ là 80 nha các bạn. Thì độ rộng cái đèn bên đây là tầm là một tấc nha. Một tấc. Thì cái mọi người thấy cái vòng bóng của nó nè. Rất là bự nha. Cái bóng của đèn mình rất là bự. Rất là bự. Còn cái loại này bóng nhỏ nha bạn. Mọi người xem nè. Bóng nhỏ. Rồi, thì bây giờ mình sẽ mở cái độ sáng giữa đèn 100W với lại đèn 50W cho các bạn xem nha. Mình sẽ mở cái độ sáng của cái đèn đèn 50W trước nha. Này, mọi người thấy nó rất là sáng nha. Cực kỳ sáng. Đây, mình sẽ tắt cái đèn này đi. Đây, và mình sẽ mở cái độ sáng của cái đèn 100W lên nha. Đó. Mọi người thấy bây giờ mình sẽ mở hai cái đèn lên nha. Đó. Mọi người thấy có sự khác nhau liền nha. Cái đèn 50W nó rất là sáng nha. Thì tùy theo cái loại thôi, cái loại này là loại 2 cho nên là cái chất lượng của nó, cái thông số của nó là 100W, nhưng thực tế là cái chất lượng của cái đèn nó không có tới 100W. Còn cái này thì đúng loại của nó nha, đúng hàng của nó. Nên mọi người thấy sẽ rõ nha. Thì bây giờ mình sẽ tắt nè. Cái đèn này thì bây giờ ban đêm mình có thể xách đi. Xách đi cũng rất là tiện nha. Hoặc là mình treo lên. Thì nó có giải năng lượng mặt trời nè. Thì mình treo lên nha. Cái đèn này thì có nhựa ở trên đây, nó sẽ chống nước nha các bạn. Chống nước chống mưa nó chảy vào á. Cái nhựa này cho nên mình treo chống nước chống mưa chảy vào thì không sao nha.